Hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Lại là em Thảo đây, chào mừng anh chị mình đã quay trở lại với video ngày hôm nay của em. Kể từ đầu năm đến giờ thì chúng ta có hai con sóng lớn của nhóm băng. Và nếu như mà anh chị đợt vừa rồi á, chúng ta có mua băng thì chúng ta mới có lợi nhuận thôi. Còn lại mà chúng ta đặt cược vào nhóm bất động sản hoặc là nhóm đầu tư công trong cái giai đoạn từ đầu năm đến giờ thì hầu như là cái lợi nhuận mà mình thu được đối với hai nhóm đó thì nó tương đối là ít, đúng không anh chị? Thậm chí là không có lợi nhuận luôn, thậm chí là quay trở ngược lại là chúng ta có lỗ đối với những cái mã cổ phiếu bên nhóm bất động sản, thậm chí là đầu tư công. Năm nay thì không có ăn được đối với hai cái nhóm ngành đó rồi, chỉ có nhóm băng anh chị nào mà chúng ta chú ý chúng ta vào hàng được á, thì mới có ăn trong cái dịp này, mới có ăn trong trong cái thời gian này thôi ha. Hôm nay thì thị trường của chúng ta đồng nến ở mốc 1.260.69.93, giảm được 0.7 điểm, tương ứng với 0.05%. Thị trường có hồi trong phiên ATC. Ngoài ra thì VIN30 cũng có hồi trong phiên ATC, 1.335.48 là con số hiện tại mà VIN30 đồng nến ngày hôm nay, giảm 0.7 điểm ha. Phái sinh cũng có giảm điểm, giảm hơn 3 điểm và đồng nến ở vùng 1.340. Đa số ngày hôm nay thì sắc đỏ chiếm ưu thế với 202 mã cổ phiếu đỏ điểm và chỉ có 170 mã cổ phiếu xanh điểm thôi. Nói chung là cái sức xanh điểm, những mã cổ phiếu đóng góp về chiều tăng cũng như là những mã cổ phiếu mà đóng góp về chiều giảm thì nó cũng tương đối, anh chị ha, tương đương nhau thôi, không có cắt quá là nhiều. Tác động tới VN-Index về chiều tăng thì có STB này, có Hòa Phát, có CTG, MHB, VCI, TCB, TBank, ngoài ra còn có LVBank. Chủ yếu là những mã cổ phiếu về nhóm băng ha. Còn về chiều đỏ điểm ngày hôm nay thì chúng ta thấy áp lực rất là lớn từ Vinamilk, Vietcombank, thậm chí là HDBank, Vinhome, Masan, SSB, GAP và BID. Hôm nay nước ngoài của chúng ta lại quay về một cái chiều bán ròng, bán hơn 330 tỷ và tập trung bán vào VBan và HDBan. Hai mã cổ phiếu này thì bán ở đâu đó gần 90 tỷ. Hôm nay chỉ có mua STB 63 tỷ và TCB mua 40 tỷ thôi. Về cái lực thanh khoản thì anh chị mình thấy rồi, thanh khoản đang rất là yếu từ đầu phiên sáng đến tận thời điểm cuối phiên chiều luôn. Thanh khoản cũng chỉ xấp xỉ là 12.000 tỷ thôi, một cái phiên thanh khoản khá là ảm đạm. Anh chị mình mà chúng ta theo dõi bảng điện ngày hôm nay thì cũng thấy là thị trường không có tăng điểm bao nhiêu, cũng không có giảm điểm quá là nhiều, khá là khó chịu trong phiên. Đa số về nhóm ngành thì chúng ta thấy là có tài chính này, vật liệu cơ bản hay là dầu khí chịu được một cái sắc xanh. Và nhóm dầu khí là cái nhóm tăng mạnh nhất trong phiên, bởi vì nhóm này thì đang gặp những cái áp lực từ phía Trung Đông, bởi vì những cái cuộc chiến tranh Trung Đông xảy ra đấy anh chị, nên là nhóm dầu khí đang có một cái sắc xanh nổi bật hơn so với các nhóm ngành khác ha. Điểm qua một chút về hàng tiêu dùng hay là dịch vụ tiêu dùng, viễn thông, công nghệ, y tế, dịch vụ hạ tầng, thậm chí là công nghệ thì có sắc đỏ trong phiên, nhưng mà đâu đó cái sự chiết khấu, sự giảm điểm không có quá là nhiều. Và về chiều tăng giá ngày hôm nay thì chúng ta để ý đến những mã cổ phiếu như ORS hoặc là VCI có tăng khá là tích cực, tăng hơn 3%, gần 4%. Thậm chí là PTB cũng có tăng được gần 3%, mã cổ phiếu Phú Tài. Ngân hàng thì có MSB tăng gần 3%. Chiều ngược lại, chiều giảm giá thì SMC vẫn tiếp tục là mã cổ phiếu bên nhóm thép gặp áp lực tương đối là lớn, khi mà có cái mức chiết khấu cũng tương đối là lớn. Phiên ngày hôm nay chỉ gần 6% đối với SMC. SMC quay về cái mức giá 7 rồi. Thậm chí chúng ta còn có những mã cổ phiếu như là HDBank này chiết khấu hơn 1%, gần 2%. CSV cũng giảm gần 1.5% trong phiên, Gất cũng giảm gần 1.5%. Đấy là cái áp lực trong phiên hôm nay. Thì hôm nay em sẽ chú ý, chúng ta sẽ tìm cái điểm mua của nhóm băng, cái nhịp mua số 2 của cái nhóm này ha. Khi mà thị trường điều chỉnh, khi mà thị trường chiết khấu về cái vùng cân bằng 1.270 thì nhóm băng hiện tại vẫn là cái yếu tố mà anh chị mình hoàn toàn có thể là tham gia trong nhịp sắp tới. Nhóm băng và nhóm chứng khoán anh chị mình tập trung vào hai nhóm đó giúp em nha. Nếu như mà chưa có hai mã cổ phiếu bên nhóm
chưa có cổ phiếu bên nhóm băng, thậm chí là nhóm chứng khoán thì có thể là để ý trong cái thời gian này. Nhóm băng thì anh chị mình để ý một chút ACB, hiện tại ACB đã về được cái vùng khách sạn rồi. Vùng khách sạn của ACB là 25.3, thì từ cái vùng 25.3 đến cái vùng giá hiện tại ngày hôm nay ACB đóng cửa, cái vùng 25.5, anh chị hoàn toàn có thể là mua mới để chúng ta đánh cái nhịp số 2 này của cổ phiếu. Hoặc là anh chị nào mà chúng ta đang có hàng đối ACB rồi, anh chị mình có thể là trading T0, T1 đối cổ phiếu này ha. Bởi vì cái vùng 25.3 đến vùng 25.4 là hỗ trợ cũng tương đối là mạnh trong khung ngắn hạn. Và đấy cũng là cái vùng khách sạn của cổ phiếu luôn. Thì anh chị hoàn toàn có thể là kỳ vọng vào một cái nhịp đánh T cộng đối với ACB trong cái đoạn này ha. Cổ phiếu này thì vẫn tích cực thôi. Xu hướng của cổ phiếu vẫn đang trong một cái xu hướng tăng trong ngắn hạn, kể cả trong ngắn hạn luôn. Và trong khung H1 thì bởi vì sao em nói các anh chị là chúng ta có hàng có thể là trading T0, T1. Bởi vì trong cái khung ngắn hạn H1 á, thì cổ phiếu đang còn có những cái vùng khách sạn ngắn này. Cái vùng khách sạn 25.8 đang được mở ra rồi. Thì cái cổ phiếu sẽ có một cái lực hút giá lên vùng 25.8 này cho anh chị mình chốt lời đối với vị thế T0, T1 trong cái thời điểm này ha. Ngoài ACB ra chúng ta còn có MBB. Hôm nay là cổ phiếu về đúng ngay cái vùng khách sạn luôn, quanh vùng 25 anh chị. Đây là cái vùng mà vùng mua tiềm năng đối với anh chị nào mà chúng ta chưa có hàng, hoặc là anh chị nào mà chúng ta muốn có một cái điểm T0 T1 đó, thì MBB là một cái cơ hội thích hợp ha, một cái mã cổ phiếu mà khá là tiềm năng trong giai đoạn này. MBB cũng về khách sạn 25 anh chị ha. Nhưng mà khi ngày hôm nay MB nhúng về 25 thì có lực cầu đẩy giá lên. Bởi vậy là giá hiện tại của MB đang là 25.2. Anh chị hoàn toàn có thể là mua mới cổ phiếu này, thậm chí là T0, T1 tùy anh chị mình ha. Tùy cái vị thế của mình đang có hàng đối với MB hay không. Đợt vừa rồi á, thì T-Ban tăng khá là tốt. Cổ phiếu này tăng từ những cái vùng nền quanh vùng giá 14.8, 15 mà lên những cái vùng đỉnh quanh vùng 18 rồi là cũng tăng được hơn 20% đối với T-Ban rồi. Cổ phiếu tăng rất là ổn. Nhưng mà để nói cái nhịp lần này anh chị mình muốn tham gia T-Ban thì đúng là hơi khó. Anh chị nào có hàng thì chúng ta nên nắm giữ, nắm chặt đối với T-Ban và nâng những cái vùng chặn lại lên của cổ phiếu. Còn mua mới thì anh chị mình phải chờ một cái mức chiết khấu mạnh hơn đối với cổ phiếu. Chiết khấu về cái vùng giá 16.6, 16.8 anh chị hoàn toàn là mua mới được. Quan trọng là cổ phiếu có chiết khấu về được cái vùng này không anh chị nhé. Khách sạn cổ phiếu thì cũng đang có đối T-Ban, nhưng mà đợt này thì anh chị thấy T-Ban giữ giá tương đối là tốt ở trên cái vùng giá 17.x này. Bởi vậy là không biết là cái lực hút giá cái khách sạn này có mạnh để cho T-Ban có thể là hút giá về được cái vùng cân bằng không. Nếu như mà hút về đây được thì anh chị hoàn toàn là tự tin tham gia mua mới được đồ cổ phiếu anh chị ha. Còn bây giờ mà cổ phiếu đang còn neo giá quá là cao rồi thì anh chị khoan hẳn vội FOMO nhé. Cái chiến lược thứ nhất đối T-Ban là chúng ta chờ về khách sạn 16.6 đến vùng 16.8. Và cái chiến lược thứ hai, nếu như mà cổ phiếu tăng khỏe anh chị tăng sốc và lúc đó thị trường của chúng ta đã có những cái phiên mà vượt 1.300 rồi thì anh chị hoàn toàn có thể là mua với chiến lược breakout đối với T-Ban, breakout cái vùng 18.5. Xin lỗi anh chị, breakout cái vùng giá 18 ha, thì chúng ta sẽ mua T-Ban với cái chiến lược breakout, hoặc là mình có thể là gia tăng đối cổ phiếu này. Thì T-Ban anh chị mình phải quan sát thật kỹ trong cái giai đoạn sắp tới, bởi vì cổ phiếu này đã có một cái lực tăng trưởng cũng khá là mạnh rồi, hơn 20% rồi. NAB cũng vậy anh chị, NAB đang có khách sạn 17 này, vùng này hoàn toàn là mình vào mới được đối NAB. Ở vùng này mình tham gia được đối cổ phiếu NAB mà anh chị mình tham gia hàng về. Mình đánh một cái nhịp ngắn đối NAB thôi, đánh một cái nhịp ngắn lên vùng 17, thậm chí là 17.5 thôi. Còn nếu như mà anh chị mình tham gia ở vùng giá hiện tại, quanh vùng 16 mà hàng về không có lợi nhuận đối với NAB, NAB mà mất cái vùng hỗ trợ 16 ha, thì chúng ta sẽ cân nhắc là thoát hàng đối với cổ phiếu này trong cái vị thế ngắn hạn nhé. Đấy là cái chiến lược đối NAB trong cái thời điểm hiện tại. Cổ phiếu nhóm băng thì hiện tại đang có VIB, VIB đang ở vùng cân bằng nên chị.
quanh vùng 19, 19.2 vùng giá hiện tại, anh chị hoàn toàn có thể là nắm giữ đối với VIB, anh chị hoàn toàn là mua mới được đối với cổ phiếu này ha. Bây giờ trong cái nhóm banh á, thì chỉ còn VIB là cổ phiếu duy nhất mà đang ở cái vùng hỗ trợ, đang ở cái vùng nền thôi, đang ở cái vùng cân bằng thôi. Cái mã cổ phiếu này cũng là mã cổ phiếu mà hiện tại đang an toàn nhất trong cái nhóm banh. Thì đấy là cổ phiếu về cái chiến lược an toàn. Anh chị nào mà muốn cái sự an toàn cao á, thì có thể là cân nhắc VIB, anh chị nên tham gia được ha. Ngoài ra thì mã cổ phiếu BID đợt vừa rồi cũng có những cái phiên mà BID bứt tốc, cũng có những cái phiên mà chạm những cái vùng cản trên, chạm những cái vùng kháng cự quanh vùng 51.2, và BID muốn có một cái phiên mà vượt được cái vùng 51.2 để break out luôn, đúng không anh chị? Nhưng mà thật sự là hơi khó khăn đối với BID cái đợt vừa rồi, bởi vì cổ phiếu này không có vượt được những cái vùng mà để cổ phiếu có thể là break out được. Vì vậy là đợt này á, thì BID đang còn chỉnh lại rồi anh chị. Thì cái nhịp chỉnh này á, anh chị hoàn toàn là vào mới được đối với BID nhé, vào mới ở cái vùng nhà 40 48.7 này, 48.8, anh chị tham gia mua mới ha. Mua BID thì mình phải kiên nhẫn một chút, bởi vì cổ phiếu này trước mắt á thì sẽ không có những cái sự tăng sốc tăng mạnh như những cái mảng cổ phiếu như T-Ban, MSB đâu anh chị. Cổ phiếu này thì đang gặp một cái lực cản ở vùng giá 50 nữa. Bởi vậy là cái lực lên của cổ phiếu á, nó sẽ chưa có thanh thoát được trong ngắn hạn đâu. Vì vậy là anh chị mình có thể là chia ra tỷ trọng để tham gia đối với BID. Thậm chí là anh chị nào mà chúng ta muốn đầu tư trung hạn đối cổ phiếu này thì vẫn có thể là tham gia, vẫn có thể là gom khi mà BID chiết khấu điều chỉnh lại về cái vùng hỗ trợ này anh chị nhé. BID vẫn là cổ phiếu tương đối là tiềm năng trong cái giai đoạn này đấy, nên là anh chị mình cân nhắc nhé. Ok, thì hôm nay thì chúng ta đang còn view với nhau, đang còn tìm kiếm cho nhau cái cơ hội đầu tư đối với nhóm banh và cái cơ hội mà mua mới đối với những cái mã cổ phiếu này ở cái nhịp 2. Thì hy vọng là cái nhịp 2 này của nhóm banh anh chị mình sẽ có cái khoản lợi nhuận tích cực khi mà tham gia vào, và anh chị mình đừng có quên là anh chị mình chưa có tài khoản SI, chưa có bạn đồng hành, thì nhớ về đội của em Thảo, em sẽ hỗ trợ các anh chị mình mở tài khoản SI đồng hành của anh chị trong room tín hiệu của em nhé. Anh chị mình nếu như mà chưa vào room cộng đồng thì quét cái mã QR trên màn hình, hoặc là có thể là liên hệ đến số điện thoại của em Thảo, số điện thoại trên đầu của em á, anh chị mình liên hệ để có thể là mở những cái tài khoản SI ha, hoặc là chuyển ID về em Thảo. Anh chị ơi, cuối cùng là mình đừng có quên là bấm like giúp em và thả những cái trái tim màu tím ở phần bình luận giúp em Thảo nhé, để tăng cái lượt tương tác cho video. Và chúc các anh chị mình sẽ có một buổi tối thật là nhiều niềm vui, và hy vọng là chúng ta sẽ thắng lợi khi mà tham gia vào nhịp 2 này của nhóm banh. Cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Tạm biệt mọi người. Em Thảo xin phép được tạm dừng video ngày hôm nay tại đây nhé. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo, trong phiên live tiếp theo nhé.